chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Thủy đến từ Hà Nội ạ. Wow, Thủy. Dạ, vạn sự tùy duyên ạ. Thì em nghĩ là em được tham gia một lớp học này thì nó cũng là một cái cơ duyên rất là tốt. Thì em cũng xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn vợ chồng bạn Bắc Thúy và rất cảm ơn bạn Tươi ạ. Vâng, thì em xin chia sẻ một chút về bài học của em trong ngày hôm qua. Thì thực ra là em cũng gom được và cũng ghi lại được rất là nhiều. Đấy thì em cũng xin tóm tắt thôi. Thì em cũng nghĩ là khi mà đến bản thân em là một người cũng tức là mình cũng có biết về, cũng học, cũng đọc, cũng biết, nhưng mà về cái vượt qua được rào cản bản thân thì là nó vẫn còn thiếu sót. Đấy thì em cũng khi mà biết lớp học này thì em cũng nghĩ là em đến đây thì sau cái buổi học 2 ngày thì em sẽ có một cái sự bứt phá, một cái sự thay đổi. Và cái đấy là niềm tin 100% ở trong em luôn ạ. Đấy, thế thì thường là con người ta thì diễn biến là từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Nhưng mà em thì em cũng luôn suy nghĩ tích cực một điều rằng là quá khứ thì nó tạo ra con người mình hiện tại, nhưng lại không phải là yếu tố quyết định con người mình trong tương lai. Đấy, cho nên là bài học thì em nghĩ là về cái sức mạnh tiềm thức thì là con người mình, tức là khi mà cái ý thức ấy, thì là nó chỉ là những cái phản ứng, những cái cảm nhận khách quan từ thế giới bên ngoài thôi. Nhưng mà để mà mình nuôi dưỡng được một cái tích cực ở trong tiềm thức của mình và nó có thể nó giúp mình phát triển lên và cũng là vượt mọi những cái khó khăn trở ngại thì là mình cần phải có một cái sự tích cực. Và cái sự tích cực này thì là cũng thông qua những thói quen, những cái hoạt động lặp đi lặp lại hàng ngày, và mình cũng luôn nói những cái lời khẳng định. Và đặc biệt là trong một cái tâm thái thì rất là thoải mái. Thì khi mà đứng đây tiếp xúc với mọi người thì em cũng nhận ra được một điều rằng là cái bài học đắt giá nhất là mình lúc nào mình cũng ở trong một cái tư thế là mình phải chủ động, phải làm chủ được chính bản thân mình. Và khi mà về cái thần thái, sắc thái thì là mình lúc nào mình cũng phải có một cái sự gì đấy nó kiên định và một cái ánh nhìn rất là chân thành. Thì để cho những cái người ta tiếp xúc với mình thì người ta có một cái sự tin tưởng. Thì cái đấy cũng là một cái thành công trong giao tiếp. Và một cái nữa là cái tính kiên nhẫn và cái sự lắng nghe. Vì không, khi mà tâm mình biết lắng thì mình sẽ biết nghe. Và mình biết nghe đấy thì cũng thêm một cái nữa là mình cũng không nên đưa ra lời khuyên, và mình sẽ thay vào đấy là những cái câu hỏi. Thì cái này thì nó cũng là vừa để mình đỡ bị đề cao cái tôi của mình quá, và cũng là để cho đối phương họ cũng có một cái chút gì đấy họ tích cực về bản thân hơn. Đấy thì cái đấy là. Và một cái tức là em rút ra được bài học là, tức là mình cũng từ trước là mình cũng hay sống ở trong một cái vùng rất là an toàn. Tức là nó ai cũng có những cái quỹ đạo riêng của riêng mình. Nhưng mà mình cũng muốn là có một cái chút gì bứt phá. Mình cũng không muốn ở trong cái vùng an toàn để nó lâu quá. Thì mình cũng muốn thoát ra khỏi cái vùng an toàn đấy bằng cách là mình sẽ phải lập một cái quỹ đạo nó to hơn cái quỹ đạo cũ. Thì cái đấy nó là cái mục tiêu và cái động lực để phấn đấu cho mình. Và cái nữa là, tức là khi mà mình nhận diện ra được những cái, mình biết mình nhận diện ra được những cái khó khăn, cái mặt tiêu cực của mình thì là một cái rất là tốt. Nhưng mà mình bên cạnh cái sự mình tự nhận diện ra thì mình phải đối mặt với nó. Vì khi mà mình đối mặt với nó thì tự nhiên bản thân mình nó sẽ tiết ra một cái cơ chế, một cái những cái nguồn năng lực tích cực để cho mình có thể là mình hướng tới mà mình, tức là nó sẽ tạo ra những cái nguồn tế bào, nguồn năng lượng rất là tích cực, và nó giúp cho mình là giải quyết được những cái vấn đề đó. Thì khi mà mình đã giải quyết được những cái vấn đề đó rồi, mình đã tiến lên được một cái quỹ đạo nó cao hơn rồi, thì là bản thân mình thì lại không được ngủ quên trên cái chiến thắng đấy. Và hàng ngày là mình cũng phải update, mình cũng phải làm mới bản thân. Và em thì trong suốt cái quá trình cũng nhiều năm cũng khó khăn vất vả, cũng bôn ba, thì bản thân mình là cứ ngày ngày là mình cũng phải soi gương lại nhân cách của mình. Và ngoài cái việc vấn đề là mình cho cái cơ bắp của mình ăn thì mình phải rèn luyện thêm cho cái trí não của mình nó ăn để nó phát triển. Tại vì là đúng là cái sự vận động của cơ thể thì tất cả là cơ thể mình là một cái khối tế bào thống nhất. Vì khi tất cả các cái tế bào đấy cùng hoạt động thì nó sẽ cho mình một cái trí tuệ nó sáng suốt hơn và một cái tinh thần nó minh mẫn hơn. Thì thực ra là cũng hơi hồi hộp một chút, nhưng mà cũng thực ra Thật ra là không run nhưng mà hơi bị lạnh, và cũng là lần đầu tiên chia sẻ với mọi người, thì cho nên là có thể là cái giọng thì nó không được, cái hơi nó không được đầy đủ cho lắm á. Thì là cũng mong mọi người là nếu mà có lần chia sẻ thứ hai thì nó sẽ, cái cuộc hơi nó sẽ được đều và nó sẽ khỏe hơn bây giờ ạ. Dạ, cảm ơn mọi người ạ.